Alo. Alo, chị Huyền nghe rõ em nói không? Nghe. Rồi. Chị đang làm gì đó? Đang ngồi trước đây thôi chứ làm gì đâu. Uống nước gì chưa? Uống rồi, chuẩn bị chờ ăn thôi à. Chưa nay ăn cái gì ạ? Chưa nay ăn một tô chứ gì. Chị có biết là em chứ đang... Em ăn không? Không, em không ăn đâu. Chị có biết là em đang gọi điện cho chị bằng một chiếc điện thoại phổ thông ngày xưa không? Cổ cổ, nói chứ ngày nào lộn không phải ngày xưa mà thời hiện đại bây giờ. Là điện thoại cua bắp đó hả? Nói điện thoại đập đá này chị. Ừ, điện thoại đập đá chứ sao dùng cái cua bắp, nó không cua bắp nữa, nó có 4G rồi. Rồi vậy nha, test âm thanh thôi. Vài. Trên tay mình ngày hôm nay đây là chiếc Viettel Sumo 4G T2 ha, một chiếc điện thoại phổ thông mới ra mắt và cũng như trang bị 4G cho những ai đang cần nâng cấp lên mạng 4G. Khi mà các bạn biết rồi đó, hạ tầng mạng 2G bây giờ đã cắt bỏ rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho 4G mà chưa kể 5G tương lai nữa các bạn. Cho nên rằng đây là một sản phẩm mình thấy rằng khá là phù hợp cho những cô chú rất là lớn tuổi nè, hoặc là những người dùng thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn, điện thoại truyền thống, điện thoại phổ thông như thế này, làm điện thoại phụ cũng được. Hiện tại, điện thoại Viettel Sumo 4G T2 mẫu mới vừa được ra mắt tại Thế Di Động ha. Có hai tùy chọn màu sắc là đen và xanh minh. Chi tiết mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới nhé. Ok, thì đây là lúc mình mở hộp cái chiếc Viettel Sumo 4G T2 này ha. Thì các bạn thấy rằng là trên hộp của sản phẩm có một số cái đặc điểm, ví dụ như là mạng 4G LTE nè, một cái màn hình 2.4 inch nè, FM không dây, tức là các bạn không cần phải cắm dây chắc tai nghe luôn, và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32GB nữa ha, có đèn pin nữa. Và khi mở hộp ra thì các bạn thấy rằng có sản phẩm, thì sản phẩm của mình mở hộp ngày hôm nay là màu xanh, có thêm một phiên bản màu đen nữa. Và cũng như ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái cục sạc, có cổng USB-C luôn để mà sạc cho cái chiếc Sumo 4G này. Và cái cổng sạc này nó sẽ sạc được 2.5W nha ha. Và ở dưới chúng ta sẽ có một cục pin dành cho cái chiếc điện thoại Viettel này, và một cái sách hướng dẫn sử dụng các bạn nên đọc ha. Mình quay trở lại với lại chiếc điện thoại Viettel Sumo 4G T2. Phải nói cầm lên rất là nhẹ nhàng. Và các bạn thấy rằng nó sẽ có một cái điểm ở phía dưới để chúng ta tách phần mặt lưng ra. Mình đã lắp một cái sim có cài sẵn data 4G vào, và cái khe sim 1 thì bên trong đây có hai khe sim nữa nha các bạn. Và cũng như mình lắp pin lại, gắn nắp mặt lưng lại. Nói chung là từ lâu rồi mình không có trên tay những chiếc điện thoại mà có tháo ốp lưng như thế này. Mình thấy rất là hoài niệm ngày xưa ha. Và chúng ta chỉ cần bấm cái nút mở nguồn của máy là để có thể khởi động rồi, và khởi động rất là nhanh. Và cái chiếc Viettel Sumo 4G T2 này được trang bị một cái vi xử lý là Unisoc T107, và mình thấy rằng mọi thứ nó rất là nhanh. Khi mình bấm vào phần menu á, khi mà mình chuyển sang những tab menu hay vào phần cài đặt bên trong đi, thì nó phản hồi cực kỳ nhanh luôn. Nó khác so với lại những cái chiếc điện thoại phổ thông mà mình từng được biết hay là từng được sử dụng, phải chờ khoảng chưa tới một giây sau nó mới vào. Còn đây bấm với cái là mình vào luôn các bạn, khoảng không phải không mấy giây à, rất là nhanh. Các bạn thấy cái layout bàn phím này nè, nút to rõ ràng, số in cũng rõ ràng luôn, để mà cho những ai cần soạn tin nhắn hoặc cho những ai cần bấm nút gọi điện thoại như thế này. Và những cái nút còn lại như nút ok, nút trở lại này, mọi thứ rất là trực quan cho những người lớn tuổi sử dụng hơn. Cái màn hình 2.5 inch này với mình là một cái màn hình có một kích thước lớn đối với lại điện thoại phổ thông nha các bạn. Và nó là màn hình màu, rõ chữ, độ tương phản cao, để mà cho những người dùng lớn tuổi mắt kém một chút xíu vẫn có thể nhìn được ở trong nhà hay là ngoài trời. Và vì là trang bị 4G LTE cho nên là các bạn nên cấp cho cái sim của các bạn gắn vào một cái gói cước data tháng chẳng hạn, để mà các bạn có thể sử dụng dịch vụ internet trên đây chẳng hạn ha. Mình có thể vào website Opera nè, vào những cái trang website mà mình muốn. Và có một điểm mà các bạn lưu ý rằng là cái chiếc máy này nó không có wifi nha, nên chúng ta hoàn toàn sử dụng bằng mạng 4G. Và ở các mục đa phương tiện chúng ta cũng có thể truy cập được một cái camera của máy ha. Nói chung là những cái camera cho điện thoại phổ thông rất là mờ các bạn, mình cũng không đánh giá cao mà mình cũng không mong đợi gì nhiều. Và nó cũng có thể quay video luôn, có microphone để mà có thể quay video. Mình quay trở lại phần ngoại hình một chút xíu nha. Vì đây là một cái máy có cổng USB-C nên chúng ta có thể cắm sạc cổng USB-C rất là tiện lợi, không cần phải dùng những cái sạc riêng chui nhỏ như ngày xưa nữa. Bên cạnh đó một cái jack tai nghe nè, ở phía trên là một cái đèn pin để mà các bạn có thể nhấn cái nút giữa này để mà kích hoạt đèn pin như thế này đây. Đó. Và ngoài ra trong cái mục trò chơi chúng ta sẽ có một cái trò chơi Sokoban ha. Thì đây là một cái trò khá là thú vị, tăng tính IQ. Và có một điểm khá là đáng tiếc ở chiếc điện thoại này, bởi vì nó là ở mức giá rất là rẻ, khoảng 500.000 thôi, cho nên nó sẽ không có những cái đa phương tiện, ví dụ như là ứng dụng YouTube riêng hay là ứng dụng nghe nhạc riêng, mà chúng ta chỉ hoàn toàn sử dụng dịch vụ internet trên cái Opera này.
Đó, thì giá như nó có sẵn YouTube, Facebook gì đó thì nó sẽ thú vị hơn chẳng hạn. Thì chiếc điện thoại này có thể lắp được thẻ nhớ lên đến 32GB ha. Và cái dung lượng bộ nhớ lưu trữ mặc định là 128MB rồi. Nhìn chung rằng là cái chiếc điện thoại Viettel Sumo 4GT2 này với mình là một chiếc điện thoại rất là thiết thực cho những người dùng lớn tuổi. Nói chung là những người dùng có thể skip qua smartphone, họ không muốn xài smartphone, hoặc là mình nói xin lỗi một xíu là không có khả năng sử dụng smartphone chẳng hạn. Thì mình biết rằng có rất là nhiều người như vậy và họ vẫn muốn sử dụng những chiếc điện thoại phổ thông như này. Hoặc là những người trẻ như chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những chiếc máy này làm điện thoại phụ chẳng hạn. Nó có kết nối 4G để mà cho chúng ta có thể bắt kịp cái hạ tầng mạng hiện nay. Mạng 4G cũng rất là nhanh rồi. Và cái điểm mạnh của chiếc điện thoại này với mình là một cái ngoại hình nhẹ nhàng và một cái hoàn thiện tốt. Mình tin rằng nó sẽ cứng cáp khi mà có làm rơi như thế này chăng nữa. Và ngoài ra rằng là đây là một chiếc điện thoại có một cái phần bàn phím to, màn hình to, rõ ràng cho những người dùng lớn tuổi ha. Và một chiếc máy có tính sử dụng cao khi mà nó có trang bị một con chip đủ nhanh để mà cho chúng ta có thể bấm liên tục, và cũng như chúng ta cần có những thứ giải trí mà chúng ta muốn như internet chẳng hạn. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Viettel Sumo 4G này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.